Vâng, hello, xin chào mọi người. Xin chào quý bạn và quý vị. Mình đang ở Lục Bình, Lạng Sơn mọi người nhé. Hôm nay ngày 29 tháng 1. Hôm nay mọi người sang đây hội chơi. Mình đang ở dưới, tại mình đang ở dưới cái gầm cầu. Mọi người đang chuẩn bị mang cái đồ ra để ăn trưa đây mọi người nhé. Đây sông này mình không biết là sông gì nữa. Mình đang ở dưới gầm cầu, cầu rất là to. Đây có cái đội anh em đang chơi. Chào anh nhá. Hello. Vâng. Xin chào phóng viên. Chào anh, chào chị. Chào em. Vâng, là anh phải xuất hiện hình ảnh đầu tiên chứ bạn. Vâng, em làm một ít về ngày hội đây. Chưa có thịt quay đâu, chưa hồn phải quay đây. À chưa. Chưa giải ra phải không? Tí giải ra. Vâng, đây mọi người nha, mọi người đang chuẩn bị ăn uống ở đây nha. Kia có một đội đang ăn rồi. Không bay không đông bằng 22 đâu, làm gì đông bằng. Đúng, phải là 27 đâu. Bằng đâu. Đông nhưng mà nó không đông đâu này. Nó chia công. Chào các anh chị em nhá. Chào anh Đạt ơi. Vâng, đây. Nhắc đi. Kênh của anh là kênh gì ấy? Mình Xuân Muộn TV. Chào nhá. Vâng, vâng. Xuân Muộn sớm muộn đấy. Vâng. Ê, đi em về em chưa đây. À, Hoàng có một ly ra phòng với anh. Mấy chú năm mới. Rồi, cảm ơn, thôi cảm ơn anh em nhá. Rồi được. Vui vẻ đó. Ờ. Ôi, đi là. Ôi, hàng đắp nhá. À, cái đây gọi là hàng đắp à? Hàng đắp. À thế à? Đây là tay nung đắp kiểu lắm rồi. Vâng, mình người nung à. Đây. Tay đây. Mình người Nùng mà. Lục Ngạn Bắc Giang. Vâng. Lục Ngạn Bắc Giang. Chưa phải hồi cuối cùng của Lục Bình Giang rồi. Ờ. Xong rồi, 26 tháng 3. À đúng rồi, 26 tháng 3 hội xuân. Ở đâu nhỉ? Cũng ở đây. À đây à? 26 tháng 3 là ở đây. Ở đây luôn. Vâng, là chúc anh em xuất sủi. Thế mấy vâng, thế mấy chị em này anh em này có còn gần đây không? Gần đây đó, toàn ở đây hết rồi. Vâng. Anh nghề phải chơi như vậy này. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, là cho anh em nóng mấy sức khỏe nhá. Rồi. Thưa thông cảm, mình uống thêm tí lái xe về. Từ xa. Không, uống trong rượu này trên thì chưa sợ, cảm giác thế nào nhưng mà ngon ngon rượu ngon thì, rượu ngon là rượu xanh ngon ngon thật đấy, rượu ngon thật đấy nhưng mà thôi thằng ngon. Vâng, đúng rồi, càng ngọt thì càng say. Hiểu ra nhảy vào. Không vào. Không ăn được. Hát được. Bắt đầu chưa? Mở đi. Bắn đẹp rồi. Thôi anh em ăn đầu tiên xong rồi nhé. Rồi anh em cứ ăn đây. Rồi chào anh em cứ ăn đi, ăn tự nhiên đi. Rồi. Quay gió vào. Ô Đông Bình. Tối về. Xuân muộn. Bây giờ các bác gõ vào. Em hay quay những cái video nhảy. Vâng. Xuân. Vâng, video mình gặp mấy anh em ở đây đang ăn uống mọi người nha. Đang ăn uống ngày hội. Thế là đến ngày 26 tháng 3 là cũng ở đây à? Còn cái gì nhỉ? Có hội xuân tình ở đâu nhỉ? Đang nói là cái hội xuân tình nó ở cái chợ nào nhỉ? 27 tháng 3 sao nhỉ? 9. Hả? Hội Mộng Kha là 14 tháng 4. Hội xuân tình là 18. 18 tháng 4. Hội Mộng Kha mới đến xuân tình. Xuân tình là 19 tháng 10 rồi. Tình là sau nhất. Mộng Kha ở bên mộng ấy. Vẫn mộng trước thì hội tiền xuân tình sau còn gì nữa. Thế xuân tình là 18. Xuân tình là 18 mà. 18 ra 19.
nhỏ một khoa đấy. Và nhiều đốt. Nhưng mà hết rồi đấy. Tất tình là 18. Ủa thì bảo cái đội kia chưa? Hả? Đã tan rồi. Nhưng mà bọn Ninh Điệp đâu? Em biết là theo bọn Ninh đang ra. Vâng, cái đội của mình đang chuẩn bị ăn này, ăn trưa. Quá được người chờ người chưa chiều lúa đi. Không phải còn đi hội gì. Có thể bảo bảo điện đến nơi xuống ăn nên là còn đi hội. Lấy đồ á? Và ở đây có dòng sông nước rất trong nhé. Đây có mấy cái dòng sông rất là thơ mộng mới nha. Đang chuẩn bị ăn trưa này, ăn trưa dậy dẫn trên cầu. Cái này cầu gì ấy nhỉ? Cầu mới à? Cái này thuộc thị trấn Lộc Bình à? Cầu mới thị trấn Lộc Bình. Có rất nhiều đồ ăn, thức uống. Kéo dài ra vẫn còn khách đấy. Cái đội kia nó ăn ở đâu đấy? À. Chị đây em ơi. 2 3 0 2 3 0 2 3. Tay trái thấy chị nhá. Hả? Mạnh ơi. Đâu chị xem lên mặt ở đâu nào? Mà cứ... Ồ, thế em đi sang cầu mới này, em nhìn bên tay trái này, thấy bọn chúng tôi ở dưới gầm cầu ngoài này. Nhanh, bắt đầu chuẩn bị vào cuộc thôi, chuẩn bị vào cuộc thôi. Ngồi đi. Xin mời tất cả nhà cùng thưởng thức. Ngồi đây để ăn. Nó còn lấy 500 nhạc không này. Cho xin 500 nhạc. Bánh phở. Bánh phở Lục Bình này. Ê, ngồi đây. Ngồi đây nhỉ. Ba mọi người chuẩn bị ăn cơm nha mọi người nhá. Cơm đây. Cơm ăn cơm. Cơm nắm muối vừng nè. Xin chào tất cả mọi người. Thôi triển khai đi. Thế nhà mời cả nhà hôm nay là hội hàng đất.